Thêm một cú sốc cho ông Nawaz, Mitch Grant phải trả cái giá quá đắt và chưa có hồi kết. Ông Nawaz có lẽ không lường hết được hậu quả nghiêm trọng sau chung kết Miss Grand 2022. Miss Grand đã tạo ra hình ảnh đông đúc, khán giả và giới truyền thông Thái Lan chào đón các người đẹp khi trở về Thái Lan vào hôm qua, mùng 1 tháng 11. Nhưng sự việc này cũng không thể cứu vãn sự tụt sốc không phanh trên mạng xã hội của Miss Grand. Theo ghi nhận của South Star, tài khoản Instagram của Miss Grand International đã tụt số lượng người theo dõi xuống còn 4,1 triệu. Tức chỉ 2 ngày thì Miss Grand tiếp tục bay 100.000 so với 2 ngày trước, 4,2 triệu. Đây có thể gọi là cú sốc cho ông Nawaz trong thời điểm các người đẹp trở lại Thái Lan. So với thời điểm thu hút nhất trên mạng xã hội, tài khoản Instagram của Miss Grand International đã giảm đến 2,4 triệu tài khoản theo dõi. Miss Grand International từng cán mốc hơn 6,5 triệu, bây giờ chỉ còn 4,1 triệu. Vấn đề nghiêm trọng của Miss Grand là số lượng tài khoản hủy theo dõi vẫn không ngừng gia tăng. Nếu không có cách nào thay đổi tình thế thì tài khoản Instagram của Miss Grand International bị đánh rớt khỏi mốc 4 triệu trong tuần này. Lượng follow giảm chóng vánh của Miss Grand bắt nguồn từ việc chủ tịch Nawaz có màn tranh cãi với fan Việt Nam và Đoàn Thiên Ân trượt top 10. Malaysia, Lào, Ấn Độ đẹp hơn nhưng không vào top. Các bạn đã vào top 20 rồi, tôi không hiểu, mọi thứ tôi đều chấm điểm. Cách hành xử của các bạn cũng ảnh hưởng đến việc chấm điểm trong tương lai, chủ tịch Nawaz nói theo kiểu thách thức với fan Việt Nam. Trên mạng xã hội, fan Việt Nam phản ứng theo quan điểm không thích thì hủy theo dõi, không cay cú vì Thiên Ân bị thua cuộc. Sự lớn mạnh của cộng đồng fan nhan sắc đang tạo ra sức mạnh rất lớn cho các người đẹp của Việt Nam khi tham gia các cuộc thi nhan sắc ở nước ngoài. Phần lớn các cuộc thi do fan bình chọn thì đại diện Việt Nam đều thắng cuộc. Tất cả để thấy rằng ông Nawaz đã sai khi đánh giá thấp sức mạnh của fan Việt Nam trên mạng xã hội, cũng như không lường được chuyện Miss Grand phải trả cái giá quá đắt với việc mất 2,4 triệu follow.